Gần U60 vẫn phơi phới, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đáp trả cực kỳ khôn ngoan khi bị chơi già. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên tiếp tục có một màn đáp trả khôn ngoan khi nhận về bình luận khiếm nhã về tuổi tác. Mới đây, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã đăng tải những bức hình trong chuyến du lịch kéo dài 36 tiếng của mình. Bộ ảnh ngay sau khi đăng tải thu hút hàng ngàn lượt tương tác và hàng trăm bình luận. Trong đó, tấm hình chụp ở nhà bạn tại Hermosa Park, Cali thu hút hơn cả. MC Kỳ Duyên với đôi chân săn chắc và trắng nõn nà nổi bật giữa dàn mỹ nữ. Người hâm mộ bày tỏ sự suýt xoa trước sắc vóc đỉnh cao và nguồn năng lượng tràn đầy của nữ MC sắp bước sang tuổi 60. Kỳ Duyên à, chị vẫn đẹp và thông minh, quá dễ thương, vẫn xinh đẹp như xưa. Chị luôn mãi xinh đẹp, tâm hồn mới là thứ chúng ta trẻ mãi mãi. Thế nhưng bên cạnh đó cũng có không ít những bình luận khiếm nhã. Cụ thể, tài khoản BMD bình luận, mỗi tội già mất rồi. Bình luận này hiện đang nhận về một rổ phẫn nộ từ dư luận. MC Kỳ Duyên một lần nữa cho thấy sự thông minh sắc sảo của mình khi có màn đáp trả cực gắt nhưng với giọng văn vẫn rất lịch sự. Già có gì là cái tội? Vậy không biết ba mẹ bạn có tội gì không? Màn đáp xoay này của nữ MC ngay lập tức được fan hưởng ứng nhiệt liệt. Bằng chứng là chỉ sau 2 giờ, bình luận của Kỳ Duyên thu về hàng trăm lượt thích. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình. Nhiều bạn không hiểu nổi tại sao không thích ai hơn mình. Được biết đây không phải là lần đầu tiên Kỳ Duyên cho thấy cách ứng xử cực thông minh của mình trước các tình huống đá xoáy của cư dân mạng. Mới đây Kỳ Duyên đăng tải bộ ảnh Tết với chiếc áo dài truyền thống màu đỏ cực sang trọng. Màu sắc rực rỡ càng làm tôn lên vẻ đẹp không tì vết của nữ MC. Bên cạnh hàng ngàn bình luận xuýt xoa khen ngợi nhan sắc không phai mờ theo thời gian, thì tài khoản tên ADN lại có phản ứng hoàn toàn trái ngược. Người đẹp nhưng tâm có đẹp. Nàng host Paris by Night có màn đáp trả vừa thông minh vừa khôn khéo. Không biết, nhưng có nghe các cụ thời xưa vẫn nói tâm sanh tướng. Bình luận của Kỳ Duyên tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ cư dân mạng. Không ít fan hâm mộ bày tỏ sự thích thú với màn đáp trả anti-fan cực văn minh lịch sự của cô. Còn tài khoản Facebook ADN bị cư dân mạng chỉ trích nặng nề. Được biết trong năm 2021, Kỳ Duyên phải đối mặt với rất nhiều tai tiếng và thị phi, khiến cô không ít lần phải chịu công kích từ cư dân mạng. Tuy nhiên, nhờ sự thông minh khôn khéo, Kỳ Duyên luôn biết cách đáp trả lại những bình luận khiếm nhã bằng cách hành xử xứng đáng điểm 10. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.